trầm trồ với độ thông minh của bé Poodle tại Việt Nam. Ta nói nuôi được em Poodle thông minh như thế này mát lòng mát dạ lắm luôn. Buổi sáng bảo em nó lấy xe ra chợ mua rau là nó liền xách con chiến mã của mình rồi phóng lên chạy đi cá vèo luôn. Nghĩ lại con sen mà leo lên con chiến mã đi thì chỉ có té thôi, chứ có chạy ầm ầm được như em nó đâu. Sáng thì đi chợ phụ mẹ, trưa thì vác ba lô đi học. Mẹ bảo để mẹ chở thì không chịu, cứ nhất quyết phải đi bộ như thế này đây. Nhìn bàn chân bé xíu đi thoăn thoắt nhìn cưng muốn xỉu. Đã thế còn đeo cái ba lô như mấy bạn nhỏ nữa. Nuôi được em Poodle thông minh cũng vui vui trong lòng, nhưng mà nhiều khi cũng sợ nó lấy cái sổ đỏ rồi leo lên con chiến mã đi ra tiệm cầm đồ quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.